Trong tập trước, Vương Lâm sau khi trở thành trưởng lão, được cho phép tiến vào tàng hồn các của đại hồn môn để tu luyện, hắn cùng một vị trưởng lão khác tên Viêm Loan cá cược với nhau xem hắn có thể lên được tầng thứ 8 hay không, kết quả Vương Lâm chơi bẩn, dung hợp với bổn tôn nên giành chiến thắng, tạo nên một kỳ tích hiếm có trong đại hồn môn. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Giọt thủy bổn nguyên này là lễ vật thứ 3 ta chuẩn bị cho ngài. Vật này là do ta luyện hóa 99 dòng sông trên Thiên Hà Châu ngưng tụ thành, còn có rất nhiều thủy bổn nguyên trong cơ thể tu sĩ bị ta rút ra. Ngài hấp thu xong, không biết có thể khiến cho thủy bổn nguyên đại thành hay không. Hắn là dù không viên mãn nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Ba phần lễ vật này hy vọng ngài vui lòng, hy vọng tiếp nhận xong có thể che chở cho đại hồn môn ta một lần, khiến cho hậu nhân của ta có thể trở lại Trung Châu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sau khi giọng nói già nua trong tâm thần tiêu tán liền cầm lấy giọt nước kia. Vật này đối với hắn quá mức trọng yếu. Nắm lấy giọt nước chứa thủy bổn nguyên, thần thức Vương Lâm ầm ầm tràn vào, cẩn thận xem xét một phen, xác định bên trong không có âm mưu gì, hai mắt bừng sáng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt như xuyên thấu qua động phủ nhìn vào bầu trời. Nếu Vương Mỗ ngày sau có năng lực che chở cho đại hồn môn thì ta nhất định sẽ làm. Lời nói này của Vương Lâm thốt lên, bầu trời bên ngoài giống như có một luồng sấm sét ầm ầm vang lên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, vô số tu sĩ bừng tỉnh, nhất là Thanh Ngưu lão tổ trên Thanh Thiên Phong kia lại đứng bật dậy, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn sấm sét trên bầu trời. Lão tổ đời thứ nhất. Trong tiếng sấm sét, Vương Lâm ngồi trong động phủ trên ngọn núi của mình, tay trái giơ lên bắt quyết điểm một chỉ, lập tức một luồng uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra, bao phủ cả ngọn núi. Bổn nguyên chân thân, làm hộ pháp cho ta. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong đại hồn môn, tay phải bắt quyết, khiến ngọn núi này bốc cháy bừng bừng, toàn bộ ngưng tụ bên ngoài động phủ của hắn, hóa thành bổn nguyên chân thân khoanh chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, Phàn San Mộng ánh mắt lóe sáng, nhìn thoáng qua ngọn núi đang có hỏa diễm ngưng tụ, không biết trong lòng nghĩ gì. Vương Lâm tất nhiên sẽ không quên Phàn San Mộng này, hắn có dũng khí đưa nữ tử này tới thì tất nhiên có thủ đoạn khắc chế. Lúc này vào lúc bế quan, tay phải hắn cầm lấy không gian thạch kia. Trong không gian chữ vật của Vương Lâm có rất nhiều vật phẩm hắn muốn lấy ra, nhưng giờ phút này cơ hội mở không gian chữ vật mà không tổn hao gì chỉ có một lần. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên, nội tâm đã có phán đoán. Trước mắt đối với hắn mà nói, một khôi lỗi có tu vi tiếp cận gần vô hạn với không kiếp sơ kỳ mới là vật có tác dụng nhất. Dĩ ti khôi lỗi lấy được sâu trong vùng đất cổ mộ hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, không do dự chút nào nữa, trong tích tắc liền nắm lấy không gian thạch, thần thức tràn vào trong đó. Ở bên trong không gian thạch nhanh chóng mở không gian chữ vật của hắn ra. Trong tích tắc khi không gian chữ vật được mở ra, không gian thạch lập tức chấn động, một cái không gian trong đó thay thế không gian chữ vật của Vương Lâm ầm ầm sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc khi nó sụp đổ, một luồng sát khí ngập trời từ trong không gian chữ vật của Vương Lâm tràn ra, u quang chợt lóe lên. Bên cạnh Vương Lâm có thêm một thân ảnh đầu lưỡi đỏ lòm, tứ chi chồm hồm trên mặt đất, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Đó chính là dĩ ti khôi lỗi trông gầy gò như con khỉ kia. Những luồng khí tức hung ác gào thét tràn ra từ cơ thể dĩ ti, đôi mắt nó đỏ rực, sau khi xuất hiện liền nhìn chăm chăm vào Vương Lâm, vừa gào thét vừa tự như đang nhớ lại thân phận của Vương Lâm, hung quang khôn cùng trong mắt không tiêu tán chút nào. Dĩ ti, hộ pháp cho ta. Vương Lâm lạnh lùng nhìn thân ảnh hung tàn dữ tợn đầy sát khí kia, chậm rãi mở miệng. Giống. Hung quang trong hai mắt dĩ ti lại càng nồng đậm, mạnh mẽ xoay người nhìn chăm chăm vào cửa động phủ, gầm khẽ, đầu lưỡi đỏ lòm quét trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn mà giật mình. Giờ phút này nếu có bất luận kẻ nào bước vào động phủ này lập tức sẽ bị dĩ ti này điên cuồng công kích. Vương Lâm vẫn chưa yên tâm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ấn ký như mực do Văn Vương biến thành trên cánh tay mình. Trong chớp mắt khi hắn nhìn lại ấn ký văn thú như mực kia, hai mắt chợt lóe lên hàn quang, tựa như nhìn Vương Lâm vậy. Văn thú chính là sự phòng hộ cuối cùng Vương Lâm chuẩn bị cho mình trong khi bế quan. Đến tận lúc này Vương Lâm mới yên tâm, khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn giọt nước trong tay, ánh mắt lộ vẻ kích động. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy giọt nước đó, trong nháy mắt đặt lên mi tâm. Trong nháy mắt khi giọt nước này tiến vào mi tâm của Vương Lâm, máu huyết toàn thân hắn ầm ầm sôi trào lên, thủy bổn nguyên ẩn bên trong thân thể hắn lập tức dung hợp với giọt nước mới tiến vào này, tạo nên biến hóa kinh người. Trong sự biến hóa này, thân thể Vương Lâm dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo đi, tựa như tất cả máu và nước trong cơ thể hắn trong nháy mắt này đều ngưng tụ lại với nhau. Thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ, khiến chỉ trong thời gian nửa nén hương, Vương Lâm liền giống như biến thành một cái thây khô, mái tóc khô héo, toàn bộ làn da tràn đầy nếp nhăn giống như một cái xác ướp đã tử vong nhiều năm rồi vậy. Bên trong thân thể hắn lúc này, giọt nước ngưng tụ thủy bổn nguyên kia hấp thu nước và máu toàn thân Vương Lâm, trong suốt lấp lánh nhưng lại ẩn trong thân thể, từ bên ngoài không cách nào thấy được. Thủy bổn nguyên ngưng tụ và hấp thu chính là như vậy, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bởi vì bên trong thân thể tu sĩ tất nhiên tồn tại nước, thậm chí máu cũng có một bộ phận là nước. Trong nháy mắt khi ngưng tụ thủy bổn nguyên này,
thân thể hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, vì thế mới xuất hiện cảnh tượng hắn biến thành hình dạng giống như thầy khôn này. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Lâm khoanh chân ngồi không nhúc nhích, giống như thật sự đã tử vong vậy. Nếu không phải là khí tức của hắn chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng đậm thì sợ là cho dù ai cũng sẽ nghĩ Vương Lâm đã xảy ra biến cố. 2 ngày sau, trong động phủ Vương Lâm, thân thể khô héo kia đột nhiên chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, đôi mắt này hoàn toàn mở đục, tựa như mà ngay cả thành phần nước trong mắt cũng đều đã biến mất. Tán, thủy bổn nguyên, giọng nói hàn khàn từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, đôi tay như xương khô của hắn giơ lên, bỗng nhiên bấm quyết. Trong nháy mắt khi hắn bấm quyết, bên trong thân thể héo rũ của Vương Lâm, giọt nước thủy bổn nguyên kia tựa hồ đã ngưng tụ đến cực hạn, ầm ầm bộc phát, thân thể Vương Lâm run rẩy, thật giống như tỏa ra sức giống thanh xuân, nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục này trong nháy mắt đã hoàn thành. Giờ phút này Vương Lâm không còn cái vẻ khô héo kia nữa mà làn da lại mềm mại lấp lánh, bên ngoài thân thể như có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Trạng thái như vậy duy trì 9 ngày. Trong 9 ngày này giọt nước dung hợp trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn, độ lớn rõ ràng đã giảm hơn so với 9 ngày trước một chút, giống như là hai lần thời gian 9 ngày này một ngưng một tán, tạo thành một vòng tuần hoàn. Lúc này vòng tuần hoàn thứ nhất qua đi, lập tức bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai. Vương Lâm bế quan tới ngày thứ 19, thân thể lại một lần nữa xuất hiện biến hóa quỷ dị, nhanh chóng héo rũ đi, trong nháy mắt biến thành thây khô, giọt nước trong cơ thể hắn không ngừng lóe sáng. Thời gian khôi phục tiếp sau đó lại rất nhanh, thân thể Vương Lâm sau khi khô héo lại bão hòa, tuần hoàn hơn 7 lần, giọt nước trong cơ thể hắn đã lớn không bằng 2 phần so với trước thời gian đã trôi qua mấy tháng. Trong mấy tháng bế quan, Vương Lâm đối với mọi chuyện bên ngoài của đại hồn môn ngoảnh mặt làm ngơ, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc hấp thu thủy bổn nguyên. Hắn hiểu rõ lúc này hấp thu có thể khiến thủy bổn nguyên đại thành viên mãn, như vậy tu vi của hắn sẽ lập tức gia tăng, mà thủy bổn nguyên này là thực bổn nguyên, trong cơ thể Vương Lâm cũng sẽ tồn tại vấn đề như hỏa bổn nguyên, cần phải dung hợp và cắn nuốt ý chí. Chẳng qua thủy bổn nguyên của Vương Lâm trước mới chỉ là tiểu thành, cho nên khi dung hợp thủy bổn nguyên của tiên cương đại lục này lực bài xích không quá lớn, hắn có thể chịu được. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, chớp mắt đã lại qua 18 ngày nữa. Lúc này thân thể Vương Lâm héo rũ và bão hòa đã qua 8 lần. Sau 8 lần tuần hoàn, giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm giờ đã cực kỳ mờ nhạt, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ. Trong khi Vương Lâm liên tục duy trì bế quan, bổn nguyên trên thân của hắn ở bên ngoài động phủ hộ pháp chu đáo. Bên trong động phủ lại có dĩ ti khôi lỗi, bảo vệ cẩn thận, dĩ ti khôi lỗi đã lâu không nếm máu tươi, giờ phút này rất nóng nảy. Đứng trong động phủ không ngừng gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt vẫn mang hung quang, chẳng qua trong ý thức của hắn, Vương Lâm là chủ nhân. Ý niệm này tuy cũng không khắc sâu trong đầu nhưng vẫn có chút tác dụng, khiến hắn nhịn được cảm giác khát máu. Mà một mặt trọng yếu nhất chính là dĩ ti khôi lỗi này cảm giác chủ nhân của nó không giống năm xưa. Dường như trên người người này lúc này tồn tại một luồng khí tức khiến nó sợ hãi. Khí tức này dù rất nhạt nhưng lại dung hợp với hồn phách, không thể phân biệt được. Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Lâm cho nó làm hộ pháp. Khi triệu xuất vật này, cho dù nó có sát khí ngập trời nhưng ý chí của Vương Lâm lại có tác dụng như vậy. Không phải thời gian quá dài thì sẽ không có chuyện gì. Mà tu vi Vương Lâm càng ngày càng cao, luồng ý chí đó lại càng mãnh liệt, đủ để khống chế khôi lỗi hung tàn này. Càng không nói tới nguyên nhân phân thân của hắn, bên trong thần thức có ẩn chứa một luồng khí tức mà người ngoài rất khó phát hiện nhưng dĩ ti khôi lỗi lại có thể cảm thấy. Phàn San Mộng cũng ở bên trong ngọn núi này, nàng quan sát địa phương Vương Lâm bế quan thật lâu, đã mấy tháng rồi, ý niệm trong nội tâm nàng càng thêm mãnh liệt, từ trong động phủ đi ra, chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Khi tới phạm vi trăm trượng, Phàn San Mộng dừng lại, nhìn hỏa bổn nguyên chân thân ở bên ngoài động phủ của Vương Lâm, ánh mắt nàng lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Nàng cũng không phải to gan muốn thừa dịp Vương Lâm bế quan mà ra tay, chẳng qua chỉ muốn quan sát gần hơn, nghĩ biện pháp tìm ra manh mối hoàn thành lệnh của sư tôn, từ từ khắc chết Vương Lâm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng dừng lại cách đó trăm trượng, lại thấy động phủ ngoài bổn nguyên chân thân của Vương Lâm, đột nhiên bừng hai mắt, lách nhìn Phàn San Mộng một cái, bị ánh mắt của bổn nguyên chân thân ngưng tụ giống như bị Vương Lâm tự mình nhìn tới. Tâm thần Phàn San Mộng run lên, vội vàng cúi đầu, đang muốn lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gào thét kinh người từ trong động phủ kia vang vọng ra. Một vùng sương mù đen kịt ầm ầm lao ra khỏi động phủ, biến ảo ra trong thiên địa. Trong sương mù đó lộ ra một đôi mắt hung tàn, còn có một đầu lưỡi đỏ lòm rũ xuống ngoài sương mù, vặn vẹo lắc lư, thoạt nhìn nhìn mà giật mình. Đám sương mù này chính là dĩ ti. Nó đã nhịn mấy tháng không thấy máu tươi, đang nóng này thì lại nhận thấy được có người đến gần động phủ này. Lập tức gào thét lao ra, ở giữa không trung sau khi thấy Phàn San Mộng, hai mắt quỷ dĩ ti này lộ ra vẻ tàn nhẫn khát máu ngửa mặt lên trời gào thét, lao thẳng tới Phàn San Mộng. Tu vi Phàn San Mộng đạt đến trình độ huyền kiếp lần thứ 7, đã rất không tầm thường, nhưng dưới ánh mắt của dĩ ti tâm thần cũng chấn động,
Hơn nữa sự kiêng kỵ đối với Vương Lâm khiến cho Phàn San Mộng không cần nghĩ ngợi, lập tức lui về phía sau. Nhưng tốc độ của nàng rõ ràng không bằng dĩ tỷ kia, nó gào thét vọt thẳng tới Phàn San Mộng, trong tích tắc đã tới gần. Đầu lưỡi khổng lồ kia vung lên, cuốn về hướng Phàn San Mộng, đồng thời hắc vụ bao phủ, phong tỏa đường lui của Phàn San Mộng, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, vang vọng trong thiên địa. Người bên trong đại hồn môn phần lớn đều nhận được lệnh của lão tổ cấm không được tới gần ngọn núi nơi Vương Lâm ở. Giờ phút này phát hiện dị biến đều vội vàng ngưng thần quan sát. Phiêm Loan đang ngồi khoanh chân đả tọa, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần sắc biến đổi. Nàng hầu như đã quên chính mình từng phái Phàn San Mộng đi khắc chết Vương Lâm, giờ phút này mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới ngọn núi Vương Lâm ở. Vương Lâm ở trong động phủ, khoanh chân đang ở tiến hành lần tuần hoàn thứ 9, cũng là một lần cuối cùng. Một khi lần này thành công, thủy bổn nguyên của hắn sẽ viên mãn, tu vi có thể đề cao. Nhưng giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn cũng là trong tích tắc khi thân thể hắn nhanh chóng héo rũ, giống hệt một thây khô thì hoàn toàn tiêu tán, không sót lại chút nào. Vương Lâm mở bừng hai mắt, đôi mắt lóe sáng, thủy bổn nguyên không đủ hoàn thành một lần tuần hoàn cuối cùng, còn thiếu một lần, ta cần một lượng nước lớn. Hình dáng Vương Lâm giờ phút này khá kinh khủng, thân thể khô héo, giống như một bộ hài cốt, thoạt nhìn rất kinh người. Hắn đang trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhận thấy tiếng nổ vang bên ngoài động phủ và khí tức của Viêm Loan đang đi tới. Dĩ Ti trở lại. Trong tích tắc khi Viêm Loan tới gần đám sương mù đang nổ vang chứa Phàn San Mộng và Dĩ Ti, giọng nói của Vương Lâm từ trong động phủ chợt truyền ra. Cùng lúc đó, thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên, trực tiếp đi ra khỏi động phủ, xuất hiện trong thiên địa. Thân thể khô héo kia, hình dáng kinh khủng kia lập tức bị kia Viêm Loan nhìn thấy, hóa thành một tiếng thét kinh hãi. Ngươi! Hai mắt Viêm Loan co rút lại, giờ phút này nhìn bề ngoài của Vương Lâm trông vô cùng kinh khủng, thân thể khô héo, hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc. Tựa hồ dù có dùng kiếm chém tạo thành vết thương cũng sẽ không có chút máu chảy ra. Tóc của hắn lại càng khô cháy như sắp rụng xuống, mà bên trong thân thể héo rũ này của Vương Lâm giờ phút này không còn chút nước nào. Nếu không phải là nguyên thần mạnh mẽ vẫn tồn tại như trước thì không khác gì người chết. Bạch y vẫn luôn mặc trên người hắn giờ trở nên rộng thùng thình, giống vải niệm thi thể vậy. Giờ phút này từ trong thân thể Vương Lâm tràn ra khí tức khiến Viêm Loan cảm thấy sợ hãi, liên tục lui về phía sau mấy bước. Còn cả Phàn San Mộng đang đấu pháp với Dĩ Ti, sau khi lui lại trông thấy rõ ràng hình dáng Vương Lâm xong lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn tu luyện công pháp gì, làm sao lại có thể biến thành bộ dáng thế này? Khi giọng nói khàn khàn của Vương Lâm vang lên, đám sương mù màu đen do Dĩ Ti hóa thành trở lại bên cạnh Vương Lâm, hai mắt hung tàn trong sương mù kia, đầu lưỡi màu đỏ tươi rũ xuống uốn éo cùng bề ngoài Vương Lâm lúc này rất tương xứng, khiến cho Vương Lâm giống như một ma tu vậy. Viêm Loan, Vương Mộ Bế Quan, ngươi tới vì chuyện gì? Vương Lâm giống như thây khô, hai mắt mất đi tất cả lượng nước, tựa như đã tử vong, ngay cả con người cũng không cách nào chuyển động được, chỉ có thể quay đầu, dùng cách này nhìn về phía Viêm Loan. Nhưng động tác như vậy của hắn chẳng những không làm khí thế kia giảm bớt, ngược lại càng tỏa ra uy áp đáng sợ, khiến cho tâm thần Viêm Loan run lên, lui về phía sau mấy bước nữa. Vương trưởng lão bế quan, Viêm Loan vô tình quấy rầy rồi. Chẳng qua là Phàn San Mộng bị khôi lỗi kỳ dị của Vương trưởng lão công kích, Viêm Loan muốn tới ứng cứu mà thôi. Nữ tử này là nữ hầu của ta, không cần Viêm Loan trưởng lão ra tay. Vương Lâm khẽ mỉm cười, chẳng qua là kia nụ cười hiện ra trên khuôn mặt khô héo lại thể hiện một vẻ dữ tợn, khiến thân thể Phàn San Mộng run rẩy, lui về phía sau đến bên cạnh sư tôn. Chuyện này cũng không đáng gì. Viêm Loan trưởng lão, Vương Mỗ có một chuyện muốn hỏi, mong rằng ngươi có thể trả lời. Vương Lâm quay đầu hướng hai mắt kinh khủng kia nhìn Phàn San Mộng một cái, sau đó hướng về Viêm Loan khàn khàn mở miệng, không biết Vương trưởng lão có chuyện gì cần hỏi. Thần sắc Viêm Loan hơi ngưng trọng, đối với Vương Lâm, từ đáy lòng nàng đã sinh ra sự sợ hãi. Thiên Ngư Châu Vương Mỗ chưa quen thuộc, ngươi có biết địa phương nào có nhiều nước, tốt nhất là một vùng biển rộng. Giọng nói của Vương Lâm giống như khúc xương ở ma sát với nhau, chậm rãi nói. Nước, hắn không phải là đang tu luyện công pháp mà là đang hấp thu thủy bổn nguyên. Ánh mắt Viêm Loan sững lại, lập tức nhìn thấu vấn đề, hít sâu một hơi, sau khi trầm ngâm một lúc liền nhẹ giọng nói. Ở giao giới giữa Thiên Ngư Châu và Lục Ma Châu có một vùng biển vô biên vô hạn giáp với đất liền, cách nơi đây ước chừng 9 tháng lộ trình. Đi như thế nào? Hai mắt Vương Lâm lộ ra một tia u quang. Viêm Loan không do dự, tay phải giơ lên phất một cái. Lập tức một ngọc giản xuất hiện, được nàng nắm trong tay, thần thức dung nhập vào ghi lại bản đồ đi tới vùng biển giữa hai đại lục. Viêm Loan vung tay, ngọc giản này liền hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng với Vương Lâm, bị Vương Lâm nắm ở trong tay. Sau khi ngưng thần đảo qua liền hướng về phía Viêm Loan gật đầu. Viêm Loan trưởng lão, đa tạ. Vừa nói, tay áo Vương Lâm vừa vung lên, cũng không nhìn Phàn San Mộng một cái, cả người hóa thành một vùng sương mù bay thẳng về phía chân trời. Cho tới khi Vương Lâm rời đi, Phàn San Mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi vừa rồi Vương Lâm gây ra cho nàng cực kỳ nồng đậm, rất khó quên nổi. Viêm Loan đứng trầm mặc rất lâu nơi đó,
thầm than một tiếng. Nàng không có động tay động chân gì trong ngọc giản kia, toàn bộ đều là thật. Giờ phút này không để ý tới Phàn San Mộng mà xoay người hướng về động phủ của mình bay đi. Lại nói tới Vương Lâm, sau khi rời khỏi đại hồn môn, bước chân đặt lên bầu trời, lập tức sóng gợn lan ra, thân thể trong nháy mắt biến mất, dung hợp với thiên địa. Ở ngoài đại hồn môn 10 vạn dặm, trên một vùng cây cỏ hiếm thấy của Thiên Ngưu Châu, trên bầu trời lan ra sóng gợn, thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, bộ dáng hắn vẫn khô héo như xác khô, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất phía dưới. Thảo nguyên nơi này vỗ tận, sâu dưới nền đất có rất nhiều động phủ, hiển nhiên là không ít tán tu ở nơi này. Sở dĩ nhiều tán tu lựa chọn nơi này như vậy là bởi vì phía trên tràn ngập cỏ xanh, tỏa ra từng luồng tiên khí, dù kém hơn một ít núi non nhưng cũng không kém. Cực Thiên Thảo Nguyên, dựa theo bản đồ của Viêm Loan đưa cho thì sau Cực Thiên Thảo Nguyên này còn lộ trình 6 tháng nữa mới có thể đi tới vùng biển tiếp giáp với Lục Ma Châu. Vương Lâm trầm ngâm, thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao đi. Thần thông xúc địa thành thốn dung nhập thiên địa, trên tiên cương đại lục này dù Vương Lâm muội lực lượng của phân thân minh ngộ ra nhưng cũng không thể thi triển liên tục trong phạm vi lớn, trừ phi khoảng cách không xa, như lần trước đi tới Thiên Sơn kiểm tra, nếu không na di trong phạm vi quá lớn, thoáng cái đi qua lộ trình 3 tháng thì hắn phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này hắn vừa phi hành, tay phải vừa giơ lên, lập tức một tiếng gào thét tràn ra từ ấn ký như thủy mặc trên cổ tay hắn. Văn Vương biến ảo ra, nâng thân thể Vương Lâm, vừa gào thét sung sướng vừa dùng tốc độ cực nhanh lao đi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên lưng văn thú, nhắm mắt ngưng thần. Hắn dù ở tu vi vẫn luôn trong trạng thái đỉnh phong, thần thức cường đại, nguyên thần đầy đủ, nhưng thân thể chính là một tai họa ngầm, phải nhanh chóng hấp thu một lượng lớn thủy bổn nguyên, hoàn thành lần tuần hoàn thứ 9 mới được. Văn thú vừa lao đi, gào thét trên thảo nguyên này khiến cho rất nhiều thần thức ở nơi này lan ra quan sát, trong đó không ít thần thức sau khi nhìn thấy Vương Lâm và văn thú đều nhanh chóng thu hồi, không quan sát nữa, nhưng cũng có một số thần thức lại theo sát phía sau Vương Lâm, hình như có ý đồ khác. Thảo nguyên vô tận, trong thời gian 3 ngày Vương Lâm cưỡi văn thú bay rất xa, thần thức phía sau đã tiêu tán hơn một nửa, chỉ còn lại 3 luồng vẫn như giòi trong xương, không ngừng theo sát. 3 luồng thần thức này, 2 luồng đạt không huyền trung kỳ, một người đạt tới không linh hậu kỳ. 3 luồng thần thức này theo sau cũng khiến không ít người khác phải từ bỏ dò xét. Sau 7 ngày, Vương Lâm đã có thể mơ hồ thấy điểm cuối của vùng thảo nguyên này. Vương Lâm cảm thấy xúc địa thành thốn của mình đã có thể thi triển lần thứ 2, tiếp tục na di trong phạm vi lớn. Còn 3 đạo thần thức phía sau, Vương Lâm căn bản không coi vào đâu. Giờ phút này hắn từ trên lưng văn thú đứng dậy, nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm từ phía sau lưng hắn truyền tới. Đạo hữu ma tu phía trước đi tới Cực Thiên Thảo Nguyên ta như vậy mà định nhẹ nhàng rời đi sao? Nói nhảm với hắn làm gì? Đuổi theo cả đoạn đường chính là đợi hắn rốt cục đi qua nơi này hay là trên Cực Thiên Thảo Nguyên vốn có đồng đạo, hiện giờ xem ra hắn chỉ đi qua. Đã vậy thì lưu lại mãnh thú phi hành của ngươi, lão phu sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lại có một giọng nói chợt vang lên, mang theo vẻ bá đạo, giống như không cho phép Vương Lâm nghi ngờ hay cự tuyệt, nếu không kết quả sẽ rất thê thảm. Lời nói truyền ra, thiên địa phía sau Vương Lâm đột nhiên vặn vẹo, một bàn tay khổng lồ từ trên tầng mây dày đặc đột nhiên giáng xuống, chụp thẳng về phía Vương Lâm, cuồng phong gào thét vang vọng. Bàn tay khổng lồ này dường như có lực lượng rất mạnh, càng ngày càng tới gần Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, hắn vốn không muốn gặp phiền toái nhưng giờ phút này nếu có người đã gây sự với hắn thì lại là chuyện khác. Xoay phát người lại, u quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải khô héo giơ lên, hướng về phía bầu trời kéo mạnh một cái, một khe hở thật lớn hiện ra, giống như muốn cán nuốt hết thảy, giống như thiên địa bị cái khe này hoàn toàn xé mở chia lìa, lao thẳng về phía cánh tay kia. Một động tác này khiến tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Chỉ thấy phía sau Vương Lâm có một cánh tay phải khổng lồ biến ảo ra, theo động tác của Vương Lâm mà xé tan bầu trời, tiếng động kinh thiên động địa truyền ra. Cánh tay khổng lồ từ trên bầu trời chụp về phía Vương Lâm, lúc này đụng với khe hở, ầm một tiếng liền sụp đổ, bị xé tan. 3 tiếng kêu đau đớn truyền ra. Cánh tay màu đen này sụp đổ khiến 3 thân ảnh bên trong bị cuốn ảo ra, hóa thành 3 người. Họ hoảng sợ nhìn Vương Lâm, hiển nhiên là bị thần thông tê thiên của Vương Lâm khiến cho rung động. Hắn không phải tu vi không linh, sao lại có lực lượng thân thể mạnh mẽ như vậy? Người này có thể sánh với tu sĩ cổ quốc. Thần sắc 3 người biến hóa, giờ phút này bị dư lực đẩy về phía sau, không cần nghĩ ngợi liền phân làm 3 hướng khác nhau nhanh chóng bỏ chạy. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hắn nếu đã ra tay thì tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt hắn lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước, một tiếng gầm kinh thiên nổi lên, dĩ ti khôi lỗi biến ảo ra, hai mắt lộ vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, lao thẳng về phía một người ở xa xa. Trong nháy mắt nó đã đuổi theo, sương mù màu đen bao phủ người này, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ từ tiêu tán ngay sau đó. Văn Vương dưới thân Vương Lâm cũng ngửa mặt lên trời rít gào, ngay lập tức đuổi theo một tu sĩ không linh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt người này. Không đợi hắn phản ứng, cái vòi khổng lồ của Văn Vương đã đâm vào cơ thể hắn, hút mạnh một cái. Ngay trong nháy mắt khi người này muốn phản kháng,
Tay phải Vương Lâm ở phía xa xa tùy ý điểm một chỉ này khiến toàn thân tu sĩ kia dừng lại, bị khóa cứng nơi đó, trơ mắt nhìn tử vong tới gần. Còn về Vương Lâm thì thân thể thoáng cái rời khỏi Lương Văn Vương, lao về phía người thứ ba đã bỏ chạy phía xa xa, bổn nguyên chân thần phía sau hóa thành một biển lửa lao ra như thiêu đốt cả thiên địa, hóa thành một cái miệng lớn lao về phía người thứ ba cắn nuốt. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, ngọn lửa bao trùm thiên địa này giống như cắn nuốt hết thảy, ngay lập tức tới gần, trong tích tắc đã chuẩn bị cắn nuốt người thứ ba. Lúc này trên thân thể hắn chợt bộc phát ra một luồng sáng xanh biếc, giống như muốn chống cự lại ngọn lửa. Sư tôn cứu ta! Trong khoảnh khắc khi giọng nói hắn truyền ra, mặt đất thảo nguyên này ầm ầm chấn động, một giọng nói trầm trầm vang lên: dừng tay! Đồng thời khi tiếng dừng tay này truyền ra, mặt đất của thảo nguyên này ầm vang, một nắm tay do bùn đất tạo thành từ mặt đất nhô cao lên, hướng về phía Vương Lâm đánh tới. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng hai mắt khô héo lên lóe lên hàn quang, cánh tay héo rũ của hắn nắm quyền, trong tích tắc khi nắm tay bùn đất kia đánh tới liền trực tiếp xuất ra một quyền. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm không nhúc nhích nhưng nắm tay bằng bùn đất kia bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức sụp đổ, truyền ra tiếng kêu hoảng sợ. Một thân ảnh màu vàng đất từ dưới nền đất biến ảo ra, không chút do dự đi sâu về phía thảo nguyên, thân ảnh dung nhập vào mặt đất, nhanh chóng bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cỏ xanh lắc lư ẩn giấu thân thể người này. Cùng lúc đó, ngọn lửa bao phủ lấy thân thể của người thứ ba bên ngoài đang có ánh sáng xanh biếc kia, lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra nhưng rất nhanh liền tắt ngấm. Ngọn lửa ngập trời sau khi hoàn toàn cắn nuốt người kia, biển lửa liền cuốn lại, hình thành một cơn lốc lửa, bên trong có thân ảnh bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đi ra. Còn muốn chạy, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn mặt đất nơi thân ảnh kia đang dùng thổ độn thuật nhanh chóng bỏ trốn, bước từng bước tới, ầm một tiếng liền dẫm lên mặt đất. Vốn là không muốn khai sát giới nhưng các người lại muốn chết, giọng nói Vương Lâm lạnh lùng vang lên, đôi tay khô héo bỗng nhiên giơ lên, chưa truy kích mà nhấn mạnh xuống mặt đất một cái. Một cái nhấn này khiến một luồng địa khí từ trong người Vương Lâm bộc phát ra, khiến cho mái tóc hắn tung bay, cỏ xanh nơi hai tay hắn ấn vào lập tức héo rũ, một tia nước từ đám cỏ nhanh chóng bị hai tay khô héo của Vương Lâm hấp thu, tốc độ hấp thu cực nhanh, trong phút chốc lấy Vương Lâm làm trung tâm, cỏ xanh bốn xung quanh hắn héo rũ, một tia hơi nước tỏa ra, truyền thẳng tới đôi tay hắn, nhất là phía trước Vương Lâm, tốc độ héo rũ của cỏ càng nhanh tới kinh người, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy được cảnh tượng kinh thiên này. Thảo nguyên phía trước Vương Lâm nhanh chóng héo rũ, hơi nước nhanh chóng tiến vào toàn thân hắn, tốc độ héo rũ kia lại càng nhanh, giống như truy kích kẻ đang dùng thổ độn thuật đào tẩu. Tu sĩ trong bùn đất lúc này tâm thần chấn động, điên cuồng bỏ chạy, hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức tử vong kinh khủng ở phía sau, nếu để khí tức đó đụng phải thì trong nháy mắt mình nhất định phải tử vong. Vừa bỏ chạy, cỏ cây phía sau lại càng héo rũ nhanh hơn, ở cách đó không xa có mấy động phủ mơ hồ đã bị lan đến. Nhưng tu sĩ nọ đang bỏ chạy lại cắn răng nhanh chóng lao về phía những động phủ đó. Đáng chết, người này sao lại mạnh mẽ tới mức này? Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người, trên cực thiên thảo nguyên này nếu hắn khiến mọi người phẫn nộ thì nhất định sẽ chết. Tốc độ của người dùng thổ độn thuật này cực nhanh, lao thẳng về phía mấy cái động phủ. Phía sau hắn, cỏ xanh nhanh chóng héo rũ lan tới. Chỉ một vài nhịp thở sau, ngay lúc tu sĩ bỏ chạy lại gần những động phủ này, ánh mắt lộ ra hàn khí thì đột nhiên trong động phủ chợt bộc phát ra một luồng khí tức cường hãn. Ngay sau đó, một lão già tóc bạc từ trong động phủ bước ra, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, tu vi không kiếp sơ kỳ liền lan ra, lão già này không chút do dự, từng bước bước về phía người đang bỏ chạy, giơ tay lên vùng mạnh một cái về phía trước, tiếng ầm ầm vang lên, luồng sóng không khí này khiến mặt đất ầm ầm chấn động, tu sĩ đang bỏ chạy kia thân thể sững lại, nhanh chóng bị cuốn đi, cút trở về đi, tu sĩ đang bỏ chạy kia phun một ngụm máu tươi, thân thể từ trong mặt đất ầm ầm bị cuốn ra, nhưng ngay sau tích tắc khi hắn rời khỏi mặt đất, thảo nguyên đang héo rũ giống như mở to miệng, gào thét tới gần, đụng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt này, tu sĩ nọ phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể nhanh chóng héo rũ đi, trong khoảnh khắc đã mấy hết nước và máu trong cơ thể. Nguyên thần bay ra nhưng bị hắc khí bao phủ, nhanh chóng tiêu tán, lại bị dĩ ti khôi lỗi đuổi theo, cười nanh ác, hóc vụ ập tới, chỉ kêu thảm thiết được một tiếng liền từ từ tiêu tán. Vị đạo hữu này, lão phu là Tả Châu, người này trêu chọc ngươi trước, nay đã mất mạng, xin đạo hữu hãy thu lại đạo pháp. Nơi này là vùng thấp nhất của Thiên Ngưu Châu, không nên để mất, không nên hủy diệt căn cơ của tán tu trên cực thiên thảo nguyên này. Thân thể lão già tóc bạc biến ảo ra, từ xa nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền nói. Đồng thời khi giọng nói của hắn vang lên, cỏ xanh trận mặt đất liền ngừng khô héo, hơi nữa lượn lờ tiến tới thân thể Vương Lâm. Nhưng chút hơi nước này, thậm chí là tinh hoa toàn thân tu sĩ kia cũng không đủ để Vương Lâm hoàn thành lần tuần hoàn thứ 9. Giờ phút này hai tay hắn đang đặt trên mặt đất chậm rãi nhấc lên, nhìn thoáng qua lão già ở phía xa xa. Lại nhìn thoáng qua cực thiên thảo nguyên đã bị khô héo này, trong mắt hiện lên vài trầm tư. Tán tu ở nơi này hầu hết đều ở sâu dưới lòng đất. Nơi này,
có điều cổ quái, địa phương thấp nhất Thiên Ngưu Châu, cũng có thể nói là nơi gần địa tâm nhất ở Thiên Ngưu Châu. Vương Lâm không nói gì mà trầm tư, ánh mắt tùy ý quét qua lão già tóc bạc liền xoay người bước về phía bầu trời. Dĩ Ti Khôi Lỗi giống như bị tâm thần Vương Lâm gọi, cùng Văn Vương hóa thành hai đạo cầu vồng bay về cạnh Vương Lâm, bị hắn phất tay áo lên một cái liền biến mất, cất bước đi. Dưới chân Vương Lâm hiện ra sóng gợn, thân thể dung hợp với thiên địa, trong tích tắc dùng xúc địa thành thốn rời khỏi cực thiên thảo nguyên này. Cho tới sau khi Vương Lâm rời đi, lão già tóc bạc kia mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau hắn có hơn 10 thân ảnh huyễn hóa ra, yên lặng nhìn Vương Lâm rời đi, vẫn là tiến bối hành sự quyết đoán. Người này chúng ta không thể trêu chọc được. Khôi lỗi của hắn rất mạnh, cả mãnh thú kia cũng khá quỷ dị, thân thể hắn lại càng mạnh mẽ. Người như vậy không thể không môn không phái. Không sai, người này sát phạt quyết đoán, ngay trong khoảnh khắc đã xử lý trong 4 thầy trò Hắc Sơn, thủ đoạn tàn nhẫn, mà nhìn bộ dáng của hắn thì rõ ràng là một ma tu. 4 thầy trò nhà Hắc Sơn gieo gió gặt bão, đi theo đối phương nhiều ngày, chết thì cũng chết rồi. Việc này coi như xong, chư vị đạo hữu cũng tản đi thôi. Lão già tóc bạc kia trầm giọng nói, xoay người thoáng một cái liền dung nhập đại địa rồi đi. Lại nói tới Vương Lâm, lần thứ hai thi triển xúc địa thành thốn, khi xuất hiện đã ở trên một vùng đất tràn ngập núi non. Dựa theo bản đồ của Viêm Loan, theo lộ trình 3 tháng nữa về phía đông, nơi này là có thể đi tới vùng biển giáp với Lục Ma Châu. Thiên Ngư Châu thật sự quá lớn. Thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, gọi văn thú ra rồi ngồi lên lưng nó, bay thẳng về hướng đông. Tốc độ văn thú rất nhanh, hơn nữa nơi này đã gần tới biên giới Lục Ma Châu. Tu sĩ không nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng có thể thấy được một số thành trì của phàm nhân. Đối với Lục Ma Châu, Vương Lâm cũng không biết nhiều lắm, nhưng trong ký ức của Khang Nhân, đối với Lục Ma Châu này hắn rất sợ hãi, giống như chỉ cần tu sĩ đi ra từ Lục Ma Châu đều là kẻ đáng sợ. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã trôi qua, trong vòng 10 ngày này Vương Lâm cũng gặp không ít tu sĩ nhưng vẫn không xuất hiện bất cứ chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi vượt qua. Dù cũng có thần thức lượn lờn tới gần hắn nhưng sau khi nhìn rõ hình dáng Vương Lâm thì đều do dự rời đi. Sau 10 ngày, Vương Lâm lại một lần nữa thi triển xúc địa thành thốn lần thứ 3, thân ảnh biến mất khỏi vùng núi này. Đông Châu rất lớn, ngoài Thiên Ngưu Châu và Lục Ma Châu còn có những vùng tiếp giáp rất rộng. Nơi này có một vùng gọi là Đan Hải, một vùng biển trong lục địa, nghe đồn là biển hình thành sớm nhất, do một viên đan dược từ trên trời rơi xuống nổ tung mà biến thành. Chẳng qua lời đồn này nghe quá mức hư ảo, không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là đan dược gì mà có thể hóa thành một vùng biển rộng thế này. Từ từ cũng không ai tin tưởng lời đồn này, nhưng năm tháng trôi qua vẫn được các đời tu sĩ lưu truyền lại. Đan Hải nhìn như vô tận, nước biển cuồn cuộn, dù là biển trong lục địa nhưng nó vẫn có cuồng phong bão tố, sóng biển cuồn cuộn. Bởi vì nơi này là nơi tiếp giáp giữa Thiên Ngưu Châu và Lục Ma Châu nên các thế lực tu sĩ tương đối hỗn loạn. Bầu trời lúc này bị một tầng mây dày bao phủ, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp, nước mưa ào ào trút xuống, dung hợp với nước biển. Trong tầng mây này, dưới làn nước mưa như chút đột nhiên hiện lên những gợn sóng. Trong vòng sóng gợn này, thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, bước về phía trước, đứng bên trong Đan Hải, nhìn nước biển phía dưới. Đôi mắt khô héo của Vương Lâm từ từ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thủy bổn nguyên của hắn chỉ còn thiếu một nửa là tuần hoàn đủ. Thủy bổn nguyên này thiếu cũng không nhiều, chỉ một tia mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, phương pháp hắn có thể nghĩ tới chỉ là đi tới đại hải vô tận, ngưng tụ ra một tia này, còn cuối cùng có thể ngưng tụ được hay không thì hắn không biết. Trầm mặc, thân thể Vương Lâm từ từ rơi xuống mặt biển, trực tiếp xâm nhập đáy biển, không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng không biết trải qua bao lâu, phía dưới Vương Lâm xuất hiện mặt đất, bốn phía tràn ngập các loại san hô đủ màu và vô số rong biển, tôm cá bơi tung tăng. Vương Lâm chậm rãi ngồi trong một đám rong biển, nhắm mắt lại, hai tay từ từ đặt lên đầu gối, bỗng nhiên bắt quyết. Trong tích tắc khi hắn bắt quyết, nước biển bốn phía quanh hắn đột nhiên chấn động, nhưng có gợn sóng vô hình lan ra, truyền khắp bốn phương tám hướng. Thủy bổn nguyên ngưng, Vương Lâm thì thào. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, Đan Hải vô tận này lập tức nổi lên sóng dữ, cuồn cuộn ngập trời, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong thiên địa, truyền ra xa khắp tám phương. Thân thể Vương Lâm trong tích tắc này cũng không lộ ra chút khí tức, cả người hắn giống như dung hợp vào đại hải, chẳng thể phân biệt nổi, giống như hắn đã trở thành một bộ phận của nước biển này vậy. Nước biển chấn động, ngoài khơi sôi trào, khiến cho rất nhiều tán tu trong Đan Hải lúc này chú ý. Nhưng giờ phút này cả Đan Hải đang xảy ra một trận chiến gió tanh mưa máu, hầu như không người này để ý tới Đan Hải đang gầm thét. Cả Đan Hải bị một tầng cấm chế vô hình bao phủ, cấm chế này cực kỳ huyền diệu, dù là Vương Lâm tiến vào cũng không hề phát hiện ra. Chỉ có trong lúc hấp thu ngưng tụ thủy bổn nguyên trong đại hải này thì hắn mới hơi phát hiện được, tầng cấm chế này có thể tiến vào nhưng không thể đi ra, chẳng khác gì hoàn toàn phong ấn Đan Hải này. Vương Lâm lúc hấp thu thủy bổn nguyên của đại hải thì bên trong Đan Hải này, ở nhiều vị trí mơ hồ truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một tán tu của Thiên Ngưu Châu bị một đám tu sĩ bên ngoài mặc lục bào, thân thể có quỷ hỏa vờn quanh điên cuồng giết hại. Tu sĩ như vậy lúc này ở trong Đan Hải có số lượng cực khổng lồ,
hàng loạt động phủ sâu trong đại hải này bị một đám tu sĩ lục y mở tung, giết chóc vô tình. Nếu có người bỏ chạy, lập tức đầu lĩnh của đám lục y đang giết chóc này sẽ phái ra mấy người truy kích, không chết không thôi. Mà bởi vì cả đan hải này bị phong ấn, hơn nữa số lượng tu sĩ lục y quá nhiều, rất khó chạy trốn. Tiếng chém giết vang khắp đan hải này, như ẩn như hiện, từng luồng hơi máu tanh ngòm, từ từ khiến cho vô số thú dữ trong đại hải này bị thu hút tới. Đây là một trận chu diệt, một trận đổ lục không cân sức. Đám tu sĩ lục y tu vi cao thâm nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh bọn hắn được giao, tiêu diệt tất cả tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong đan hải này. Ở một hướng khác của đại hải này, tại một nơi gần Lục Ma Châu, có ba cây đại kỳ cắm sâu trong lòng biển, đón gió tận trời tung bay. Ở chỗ ba cây đại kỳ này ước chừng có cả mấy ngàn tu sĩ. Mấy ngàn tu sĩ này đều trầm mặc, lạnh lùng nhìn về phía trước. Ở chính giữa mấy ngàn tu sĩ này, có ba tu sĩ quần áo cũng không phải là màu lục, mà là toàn một màu trắng. Trong ba người này có hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ tầm 30 tuổi. Nữ tử kia tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này đang cúi đầu nhìn một la bàn lớn bằng bàn tay ở trước mặt, ngưng thần quan sát. Tiền sư huynh, Triệu sư huynh, giết chóc ở đan hải này đã dùng mất thời gian 7 ngày, nếu không tăng tốc sợ rằng không cách nào hoàn thành được mệnh lệnh của lão tổ. Trong ba người, một thanh niên mặt trắng như ngọc nhìn về mặt biển phía trước, chậm rãi nói, nhiều nhất cần 4 ngày nữa chắc chắn sẽ kết thúc giết chóc ở nơi này, hoàn toàn đổ sát sạch sẽ đám tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong đan hải này. Ở bên cạnh thanh niên này là một nam tử khác, tướng mạo người này bình thường nhưng trong hai mắt thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt sắc bén. Sau khi nghe thanh niên mặt trắng như ngọc nói liền chậm rãi nói, đan hải này là bước đầu tiên để Lục Ma Châu ta tiến vào Thiên Ngưu Châu, tồn tại không ít cường giả, trong thời gian ngắn rất khó không bỏ sót ai, chẳng qua đúng như lời tiền sư huynh, thời gian 4 ngày nữa là đủ. Nữ tử kia khẽ mỉm cười, ngẩng đầu vươn tay trái gạt vài sợi tóc vương trên trán về phía sau. Hai vị sư huynh mà nhìn này la bàn đan hải này xem. Nữ tử kia vừa nói, la bàn trong lòng bàn tay phải lập tức tỏa ra từng luồng u quang, từ từ biến hóa ra bản đồ bao quát cả đan hải. Trong bản đồ này có tới cả ngàn điểm sáng màu xanh biếc, những điểm sáng này tràn ngập cả bản đồ đan hải, tựa như đang chậm rãi di động. Ngoại trừ những điểm sáng màu xanh biếc này, bên trong bản đồ vẫn tồn tại rất nhiều điểm sáng màu trắng, một số điểm sáng màu trắng chập chờn, tựa như tùy thời có thể bị dập tắt vậy. Trong thời gian họ nói chuyện đã có mấy trăm điểm sáng màu trắng bị điểm sáng màu xanh biếc cắn nuốt, biến mất ở tại bên trong bản đồ. Những điểm sáng màu trắng này lớn nhỏ không giống nhau, trong đó có ba người điểm sáng vượt xa những cái khác, tựa như tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ba tán tu Thiên Ngưu Châu mạnh nhất trong đan hải, tu vi ba người này không ngờ đều đạt tới không kết trung kỳ. Ba người này lão tổ đã phái lục ma sứ giả tới hạ sát, không đáng để lo lắng. Nữ tử kia bình tĩnh nói, ngoại trừ ba điểm sáng lớn nhất kia, ở bên trong những điểm sáng màu trắng trên bản đồ còn nữa không tới 10 điểm sáng hơi nhỏ hơn, nhưng cũng sáng hơn nhiều so với những điểm khác. Bên ngoài những điểm sáng này, tràn ngập những điểm sáng xanh biếc, tựa như đang triển khai chém giết kịch liệt. Ngoại trừ ba tán tu kia còn 9 người này tu vi hơi kém hơn một chút, bị vây ở 7-8 lần huyền kiếp. Bọn họ là mục tiêu của ba người chúng ta, chỉ cần giết được bọn họ, những người còn lại trong đan hải không đáng để lo nữa. Có vật này, 4 ngày sẽ khiến chúng tử vong. Nữ tử kia cười khẽ, tay trái giơ lên, nhẹ nhàng phất tay, trong tay lập tức xuất hiện một giọt chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen này trong suốt, tỏa ra u quang quỷ dị, từng luồng khí tức thủy bổn nguyên tinh thuần từ trong chất lỏng này tràn ra nồng nặc, có chí bảo của Độc Ma Tông, tịnh hóa ô dịch này ở đây, hai vị sư huynh cho rằng tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong đan hải này còn có cơ hội sống sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía hai thanh niên khác, vậy cũng không thể khinh thường, lúc này Tam Tông chúng ta liên hợp không thể để có chuyện ngoài ý muốn, để Thiên Ngưu Châu không phát hiện ra. Ba vị lão tổ đã triển khai thần thông quấy nhiễu biến hóa của thiên địa, khiến người ta rất khó tính ra. Giết sạch tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong đan hải, luyện hóa đan hải này trở thành nửa hạt tiên đan như trước, có thể dùng nửa hạt tiên đan này nổ tung phòng tuyến của Thiên Ngưu Châu. Thanh niên khuôn mặt trắng như ngọc mỉm cười, chậm rãi nói. Ba người lúc này không thấy ở bản đồ trong la bàn của nữ tử kia, trong khu vực đại hải gần Thiên Ngưu Châu có một điểm trắng rất tầm thường vẫn không nhúc nhích. Điểm trắng khá tầm thường đó là Vương Lâm. Bên cạnh điểm trắng đó thỉnh thoảng cũng có vài điểm xanh biếc đi qua nhưng không hề phát hiện được. Vương Lâm bình tĩnh khoanh chân ngồi trong đại hải, thân thể dung hợp vào nước biển, đang không ngừng ngưng tụ nước biển tiến vào trong cơ thể, chậm rãi áp xúc thành thủy bổn nguyên, dùng để nuôi dưỡng thân thể. Nhưng thủy bổn nguyên rất khó áp xúc ra từ nước biển này, trừ phi có thể ngưng tụ toàn bộ nước biển lại thành một giọt thì may ra mới được. Nhưng dù thế nào Vương Lâm cũng phải thử một phen. Thần thức của hắn dung hợp với nước biển này, từ từ nhận thấy sát khí và những tiếng kêu thảm thiết. Cả đan hải đang đắm chìm trong giết chóc vô tận, thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt đã qua một ngày. Trong một ngày này, phía trên Vương Lâm có mấy chục tu sĩ lục y đi qua nhưng không hề nhìn thấy Vương Lâm ở trong đám rong biển dày đặc phía dưới. Một ngày thời gian, đường mênh mông đã rút xuống khoảng 10 trượng, 10 trượng nước biển giống như biến mất, từ từ khiến rất nhiều người chú ý.
chẳng qua giờ phút này đang giết chóc điên cuồng. Mặc dù có chú ý nhưng hầu hết mọi người đều không quá coi trọng. Ba người ở dưới ba đại kỳ cao tận trời xanh của Lục Ma Châu cũng như vậy. Phía đông bắc, cách đây 39.000 dặm, tổ một Lục Ma vệ, đi. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nhìn la bàn trong tay, mở miệng nói. Bên ngoài thân thể nàng, mấy chục tu sĩ nhoáng lên, lao thẳng về phía trước. Thân thể bọn họ dung nhập vào nước biển, trong tích tắc liền biến mất. Bọn họ không thể thi triển xúc địa thành thốn nhưng Lục Ma Châu đã chuẩn bị đầy đủ. Cấm chế trên đan hải chẳng những có thể phong ấn mà còn có thể khiến tu sĩ Lục Ma Châu dung nhập trận pháp tiến hành thuấn di. Phía đông nam, 198 vạn dặm, tổ năm Lục Ma vệ, đi. Lời nói vừa dứt, hơn trăm tu sĩ liền biến mất, nhưng mệnh lệnh liên tục truyền ra từ miệng nữ tử kia. Nàng căn cứ vào bản đồ ở la bàn trong tay, không ngừng điều binh khiển tướng, phối hợp với rất nhiều tu sĩ Lục Ma Châu, lần lượt giết sạch những điểm sáng màu trắng phản kháng. Tiền sư huynh, Triệu sư huynh, các người nên ra tay thôi. Chín người đó lúc này đã tử vong bốn người rồi, còn lại năm người trong đó có hai người phân tán, không đủ sức chống trả. Nhưng ba người còn lại không ngờ lại tập trung một chỗ. Ba người này hẳn là giao hảo với nhau, có lẽ am hiểu hợp công, xin nhị vị sư huynh đồng thời ra tay giết chết ba người này. Nữ tử nhìn la bàn trong tay, có thể thấy rõ ba điểm sáng khá lớn đang ngưng tụ ở một chỗ, từ từ di động về phía Thiên Ngưu Châu. Bên người bọn họ, đám điểm sáng màu xanh biếc sau khi tới gần liền bị dập tắt, đại biểu cho việc đã tử vong. Thanh niên mặt trắng kia mỉm cười, tay phải giơ lên, một cây quạt xuất hiện trong tay hắn, cầm quạt trong tay, gõ gõ vào tay trái, nhìn về phía thanh niên họ Tiền kia. Tiền sư huynh, tiểu đệ xin trợ trận cho huynh, nhìn ma đạo của đạo ma tông. Tu sĩ họ Tiền kia ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, không nói gì, thân thể nhoáng một cái liền dung nhập vào trận pháp, biến mất hoàn toàn. Thanh niên mặt trắng mỉm cười lắc đầu, bước nhẹ theo sau. Sau khi hai người này đi rồi, mấy ngàn tu sĩ vờn quanh nữ tử kia, đột nhiên nàng nhíu mày, ánh mắt đảo qua một chỗ trên la bàn, giống như rất khó hiểu. Kỳ quái, nước trong đan hải này tại sao ngày một ít đi? Ánh mắt nàng lướt qua đám điểm trắng trên bản đồ, trong đó bao gồm cả Vương Lâm. Chẳng qua điểm trắng đại biểu cho Vương Lâm quá tầm thường, không thể khiến nữ tử này chú ý. Nàng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đành bỏ qua, tiếp tục điếu binh khiển tướng, không ngừng phái người tới phối hợp với tu sĩ Lục Ma Châu, tiêu diệt tu sĩ Thiên Ngưu Châu giờ đã không còn nhiều trong đan hải này. Giết chóc vô tận nhưng Vương Lâm đều ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tinh lực của hắn lúc này đều đặt vào việc hấp thu nước biển. Thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu nước biển vào trong thân thể, từ từ luyện hóa, cố gắng ngưng tụ thủy bổn nguyên. Chẳng qua ngưng tụ thủy bổn nguyên quá khó khăn, 10 triệu nước biển vậy mà vẫn không đủ, phải nhiều hơn một chút. Vương Lâm mở đôi mắt khô héo trong đám rong biển, nhìn một đám tu sĩ lục y gào thét đi qua phía trên, lông mày nhíu lại. Sau nửa ngày, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt hấp thu. Thời gian thoáng một cái lại qua một ngày. Trong một ngày này, nước biển của đan hải trầm xuống không ngừng. Sau một ngày, không ngờ nó đã hạ xuống hơn 80 trượng, thậm chí nhiều nơi lúc này đã lộ ra đá ngầm. Loại biến hóa này dù là những tu sĩ đang giết chóc cũng không cách nào bỏ qua, đều không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhiều nước biển như vậy đã đi đâu? Chẳng lẽ có người thi triển đại thần thông sao? Đám tu sĩ lục y đang tràn ngập đan hải này cũng không thể bảo trì bình tĩnh, tất cả đều biến sắc. Mà giờ phút này, ở đáy biển cách Vương Lâm rất xa đang có ba thân ảnh lao nhanh đi. Trong ba người này rõ ràng có hai người trong thương, còn một người không bỏ rơi họ mà mang theo họ chạy trối chết. Bạch Hổ, ngươi một mình rời đi đi, ta và Chu Tước đã trọng thương, mang theo chúng ta chỉ liên lụy ngươi mà thôi. Không ngờ chúng ta rời khỏi động phủ của Thất Đạo Tông, muốn ở nơi này yên tĩnh tu luyện mà lại gặp phải kiếp nạn này. Ôi, Bạch Hổ ngươi đi đi thôi. Ba người này chính là đám người Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ chiến tướng đã rời khỏi động phủ giới, tới Tiên Cương Đại Lục này đã nhiều năm. Nhìn thấy Thất Đạo Tông đã không còn tồn tại, bọn họ lựa chọn rời đi, đi tới Đan Hải, ở lại nơi này, trở thành tán tu nơi này. Năm đó bọn họ từng rất vinh quang, cũng từng đứng ở vị trí cao, chẳng qua cuộc đời lúc này như đã tới hồi kết, chỉ còn lại tấm thân mệt mỏi. Trong Đan Hải này, với tu vi của ba người bọn họ vốn có thể làm một hồi đại sự nhưng cuối cùng bọn họ lựa chọn im lặng trải qua cuộc sống bình thản. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, ba người yên lặng sống, lại không đôi được cuộc sống yên bình. Hôm nay phải bỏ chạy dưới bão táp, Chu Tước, Huyền Vũ trọng thương, duy chỉ có Bạch Hổ chiến tướng là thương thế nhẹ, mang theo hai người đạo hữu cả đời này, không để ý tất cả, bỏ chạy trong đan hải này. Lời nói của hai người truyền vào trong tai Bạch Hổ, sắc mặt hắn tái nhợt, lộ nụ cười thảm. Hai người các ngươi không nên nói nữa, ta sao có thể bỏ chạy một mình được, chúng ta cùng nhau tiến vào động phủ giới, hôm nay Thanh Long đã tử vong, hắn chết chúng ta có thể lý giải được, nhưng ba người chúng ta đã đi ra khỏi nơi này, không phải muốn sống quãng đời còn lại yên ổn sao? Không phải chúng ta đã nói là tìm ba tiểu bối không tồi, truyền đạo thuật của chúng ta sao? Chuyện này chúng ta còn chưa làm được, ta sao có thể sống một mình được? Bạch Hổ quát khẽ, mang theo Chu Tước và Huyền Vũ cắn răng lao đi. Phía sau ba người bọn hắn, thanh niên mặt trắng cầm quạt đuổi theo,
Bên cạnh hắn là tu sĩ họ Tiền kia, ánh mắt hiện vẻ âm độc, cười lạnh truy kích. Hai người bọn hắn cũng không cần vội truy kích, đan hải này đã bị phong bế, ba người phía trước vô luận thế nào cũng không thể trốn thoát. Lúc này vừa đuổi một chút lại càng khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Năm người vừa đuổi vừa chạy, nhưng trong hải vực của Lục Ma Châu, nữ tử dưới ba cây đại kỳ lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào la bàn. Nàng cảm thấy không hợp lý, nước biển trong ngày này lại giảm xuống hơn trước 10 trượng, so với ngày hôm qua đã tăng lên mấy lần rồi, phương diện này có chuyện. Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm vào la bàn, lúc này đã hoàn toàn bị điểm sáng màu xanh biếc chiếm cứ, điểm sáng màu trắng không còn nhiều lắm, chỉ còn không tới 1000 điểm, trong đó có 3 điểm sáng lớn nhất đã biến mất, còn 9 điểm sáng nhỏ hơn, trong đó 4 điểm đã biến mất, hôm nay lại có 2 điểm đã biến mất, còn lại 3 điểm ngưng tụ một chỗ, từ từ di động. Phía sau 3 điểm này còn có 3 điểm sáng màu xanh biếc đang di chuyển. 3 điểm sáng màu xanh biếc này có hơi bắt mắt, nhanh chóng đuổi theo, cẩn thận nhìn lại một vòng, nữ tử này càng nhíu mày, không có gì lạ lùng nhưng nước biển này tại sao trong 2 ngày nay lại giảm đi, vẫn còn lại thời gian 2 ngày cuối cùng. Thôi, không đợi tới cuối cùng nữa, nước biển này tự dưng giảm bớt quá quỷ dị, sớm sử dụng vạn tịnh hóa ô dịch kia quét sạch tất cả những tu sĩ còn lại cho xong. Trong tâm thần nữ tử này có chút bất an, do dự một chút liền cắn răng, tay trái giơ lên. Lập tức trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một giọt chất lỏng màu đen, hướng về phía ngoài khơi bắn ra. Lập tức giọt chất lỏng này hóa thành một đạo u quang bay thẳng xuống mặt biển, biến mất trong nước biển. Nhưng ngay trong tích tắc khi nó biến mất, chỉ thấy nước biển phía trước nữ tử này lập tức trở thành màu đen. Màu đen này như mực tàu, dùng một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi nhanh chóng tràn ra. Cứ thế này thì dù đan hải có tồn tại thứ gì thì cũng sẽ tử vong trong vạn tịnh hóa ô dịch. Lại nói tới Vương Lâm, trong 2 ngày này hắn hấp thu một lượng nước biển mênh mông vào pi trong cơ thể, đè nén muốn ngưng tụ bổn nguyên nhưng cho tới hiện tại, thủy bổn nguyên này vẫn chưa ngưng tụ ra. Hắn trầm mặc, hấp thu nhanh hơn. Mấy canh giờ sau, ở ngoài khơi đan hải lúc này một nửa đã bị biến thành màu đen. Những tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong phạm vi này bị chạm tới liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể họ bị nước biển màu đen này ăn mòn, ngay lập tức hóa thành một vũng máu. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, hoàn toàn tiêu tán. Tuy vậy đám tu sĩ lục y trong nước biển màu đen này tốc độ có chậm lại nhưng không bị thương tổn chút nào. Cảnh tượng này dù nữ tử dưới ba cây đại kỳ không nhìn thấy nhưng la bàn trong tay nàng lại vẫn biểu lộ rõ ràng cảnh tượng này. Chỉ thấy la bàn trong tay nàng lúc này thể hiện cả đan hải, hầu như một nửa đã biến thành màu đen. Những nơi màu đen đi qua, tất cả những điểm trắng đang di động đều tiêu tán, giống như là bị xóa sổ. Dù là ai cô giờ trò thì ta cũng muốn xem thử trong nước biển bị biến màu này, ngươi còn có thể hấp thu tiếp không? Nữ tử này thì thào, đôi mắt lộ hàn quang, nhìn về phía mấy trăm điểm sáng còn lại trong la bàn. Đối với cảnh nước biển giảm xuống rất nhiều này nàng cũng hơi để ý, muốn tìm ra nguyên nhân. Trong những điểm trong hiện tại có Vương Lâm, bị ánh mắt nữ tử xẹt qua một lần. Trong nháy mắt này, thân thể nữ tử này sững lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào điểm sáng biểu thị Vương Lâm, ánh mắt cuồn cuộn sát khí kinh thiên. Mỗi một điểm trong biểu thị trong một người không phải là tu sĩ kim môn trong đan hải này nhưng tất cả các điểm trắng đều chậm rãi di động, bỏ chạy về hướng Thiên Ngưu Châu, chỉ có mỗi điểm trắng này lại không hề nhúc nhích. Ta phải sớm phát hiện ra mới đúng. Đôi mắt nữ tử này bùng lên sát khí, hướng chính đông, 9700 vạn dặm, 30 tổ lục ma vệ, đi giết người này. Không đợi nữ tử này nói xong, đột nhiên điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm trên la bàn biến mất. Cảnh tượng này đột ngột xảy ra khiến cho lời nói của nàng bị cắt đứt, lại khiến nàng một lần nữa sửng sốt, lại nói tới Vương Lâm. Hắn trong mấy ngày này không ngừng hấp thu nước biển nhưng thủy bổn nguyên vẫn không thể ngưng tụ thành. Trong lúc hắn triển khai hấp thu trong phạm vi lớn thì đột nhiên thân thể liền chấn động, mở bừng đôi mắt, ánh mắt bừng sáng. Thủy bổn nguyên, ta cảm nhận được khí tức của thủy bổn nguyên. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hơi do dự một chút liền lộ vẻ quyết đoán, thân thể đứng lên bước về phía xa một bước. Trong nháy mắt này dưới chân hắn liền hiện lên sóng gợn, cả người dung nhập vào trong thiên địa, trong nháy mắt liền biến mất. Sau khi xuất hiện thì Vương Lâm bất ngờ ở trong vùng đan hải tràn ngập chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt khi xuất hiện, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng trong nước biển màu đen này. Luồng lực lượng này đủ để ăn mòn tất cả thân thể, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị biến mất. Đây là một uy lực khác của thủy bổn nguyên. Ánh mắt Vương Lâm dựng lại, thân thể hắn lúc này đang trong lần tuần hoàn thứ 9 để thủy bổn nguyên đại thành. Đối với nước biển màu đen này có lực chống cự mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều. Nước biển này dù kinh khủng nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể ăn mòn thân thể hắn, mà trong nước biển màu đen này lại ẩn chứa thủy bổn nguyên mà lúc này Vương Lâm đang cực kỳ khao khát. Thân thể sau khi biến ảo ra, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, 36000 lỗ chân lông mở ra toàn bộ, điên cuồng hấp thu nước biển màu đen này vào cơ thể. Vừa nhanh chóng hấp thu, toàn thân Vương Lâm liền xuất hiện sự đau đớn, nhưng đồng thời với nỗi đau, tâm thần hắn lại hiện lên cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như thân thể đang từ từ dễ chịu hơn, từ từ hoàn thành lần tuần hoàn thứ 9. Ở một nơi cách Vương Lâm rất xa,
Cũng trong phần nửa nước biển bị biến thành đen như mực này, nữ tử đứng dưới ba cây đại kỳ lúc này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, bàn tay cầm la bàn đột nhiên run rẩy. Chỉ thấy bản đồ Đan Hải vừa còn tràn ngập màu đen lúc này đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng tan đi. Biến hóa đột ngột này khiến nữ tử này phải hít sâu một hơi. Đây, nàng nhìn la bàn trong tay mình với vẻ không thể tin nổi, đứng ngay ra đó. Nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới trong Đan Hải đã tràn ngập màu đen hơn một nửa, không biết từ khi nào xuất hiện một điểm trắng. Điểm này không lớn nhưng lúc này lại là điểm trắng duy nhất trong nửa Đan Hải màu đen. Chính là kẻ này, sát khí trong mắt nữ tử này càng đậm, tay trái giơ lên chỉ về phía trước. 50 tổ lục ma vệ, giết người này, một chỉ nàng điểm tới. Lập tức mấy ngàn tu sĩ bốn phía liền đi ra một nửa, hóa thành những đạo cầu vồng biến mất phía trước nữ tử này. Trên la bàn của nàng, chỉ thấy bốn phía điểm trắng đại biểu cho Vương Lâm đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh biếc đang từ từ vây lại. Hơn nữa ở chỗ Vương Lâm, do đang nhanh chóng hấp thu, thân thể hắn đã rất nhanh hồi phục, hai tay khô héo lập tức đầy đặn lại, huyết nhục nhúc nhích, giống như tỏa ra sức sống dày đặc. Thân hình hắn, đầu hắn, cả mái tóc của hắn lúc này cũng không ngừng hấp thu thủy bổn nguyên trong nước biển màu đen, không hề khô héo nữa mà tràn ngập sinh cơ. Lần tuần hoàn thứ 9 của thủy bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm sau khi hấp thủy bổn nguyên trong nước biển màu đen này được rót vào lực lượng mới, lại tiếp tục chuyển động. Tốc độ chuyển động lúc này cực nhanh, khiến cho nước biển trong khu vực này giảm một nửa. Một lát sau, lần tuần hoàn thứ 9 của thủy bổn nguyên đã lập tức hoàn toàn đầy đủ. Trong tích tắc khi lần tuần hoàn thứ 9 này chấm dứt, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, hai mắt trực tiếp mở ra. Thân thể hắn không còn khô héo nữa mà đã hoàn toàn khôi phục rồi. Trong nháy mắt khi vừa khôi phục, trong cơ thể hắn có thêm đạo bổn nguyên thứ 8. Bổn nguyên này chính là thủy bổn nguyên. Bổn nguyên này vừa xuất hiện khiến cho tu vi Vương Lâm đã bị đình trệ hồi lâu ầm ầm tăng lên. Một luồng khí tức cường hãn từ trong cơ thể hắn lúc này tràn ra. Tu vi của hắn lúc này đã chính thức đạt tới không linh hậu kỳ. Giờ phút này, khí tức điên cuồng tăng lên. Rất nhanh trong đầu Vương Lâm ầm vang, đột phá rồi. Trong khoảnh khắc khi hắn đột phá, khí tức lại bạo tăng, không ngừng tăng mạnh, cuối cùng đạt tới không linh đỉnh phong, chỉ còn cách không huyền một bước nhỏ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Vương Lâm có cảm giác như nghiêng trời lệch đất, truyền ra những tiếng nổ bùng bùng. Hai mắt hắn sáng ngời, thủy bổn nguyên, ngưng tụ toàn bộ trong huyết dịch của ta. Từ nay về sau huyết dịch của ta chính là thủy bổn nguyên trong ngũ hành. Trong nháy mắt khi thủy bổn nguyên của Vương Lâm đại thành, nước biển bốn xung quanh lập tức huyễn ra ra những hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện liền có lục quang tỏa ra tràn ngập. Đối với việc đột nhiên xuất hiện hư ảnh, Vương Lâm như sớm đã phát hiện ra, thần sắc hắn như thường, tay phải giơ lên hướng về nước biển phía trên bỗng nhiên chụp một cái. Lập tức tất cả chất lỏng màu đen trong nước biển liền ngưng tụ lại, trong phút chốc đã nằm trong lòng bàn tay Vương Lâm, hóa thành một giọt nước màu đen. Chất lỏng này chính là vạn tịnh hóa ô dịch, hư ảnh bốn phía lần lượt biến ảo ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập, đồng loạt ập tới Vương Lâm trong nháy mắt. Và lúc này Vương Lâm vốt mạnh giọt chất lỏng màu đen nọ, thủy, có thể ngăn cách tất cả khí tức, có thể khiến hỏa không còn thiêu đốt, có thể khiến tính mạng ngừng lại, có thể khiến thiên địa không còn màu sắc. Vương Lâm thì thào, vút một cái khiến giọt thủy dịch màu đen kia chợt tan nát, hóa thành một lượng nước màu đen lớn, lấy Vương Lâm làm trung tâm điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Những hư ảnh đang tới gần Vương Lâm từ bốn phía không kịp thi triển thần thông đã lập tức bị hắc thủy như sóng cuồng cuốn đi, ầm ầm bao phủ. Những tiếng kêu thê lương lập tức vang lên trong Đan Hải. Tất cả tu sĩ bị hắc thủy đụng vào thân thể lập tức run rẩy, bị ăn mòn rồi tiêu tán, nguyên thần tử vong. Cũng có một số người giống như không thể hít thở, hai mắt trợn trừng lên, tuyệt khí mà chết. Không chỉ có khí tức, dù là tiên khí, thậm chí là ngọn lửa tính mạng cũng bị đốt lên. Lại có một số người thân thể ầm ầm tan nát, máu tươi trong thân thể bị cuốn ra, từ trong lỗ chân lông bay ra, thân hình nát bấy, nguyên thần bị tiêu diệt. Cũng không ít kẻ thân thể lại run mạnh lên, nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt đã khô héo như xương khô. Ngay cả nguyên thần cũng vì thân thể mất nước mà mệt mỏi rồi tan vỡ. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt khi Vương Lâm vút lên giọt nước màu đen. Thần sắc hắn bình tĩnh, từ từ hướng về một thi thể đi tới. Một tia hắc dịch từ trong đó lan ra, chui vào trong thân thể hắn, dung hợp với máu huyết. Sau khi đi 7 bước, đột nhiên Vương Lâm quay đầu lại, nhìn thoáng về phía xa xa. Ở nơi rất xa ngoài khơi chính là vị trí của nữ tử đứng dưới ba cây đại kỳ. Thân thể nàng lúc này run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. La bàn trong tay nàng thể hiện điểm sáng màu xanh biếc bốn phía Vương Lâm lúc này đã toàn bộ bị dập tắt. Đan Hải màu đen lúc này biến mất, chỉ còn lại một điểm trắng đang chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền biến mất. Người này là ai? Vì sao lần trước điều tra cường giả lại không thấy sự tồn tại của hắn? Nữ trầm mặc, cắn chặt hàm răng. Toàn bộ lục ma vệ nghe lệnh, trong Đan Hải phải đuổi giết người này, không thể để hắn rời đi. Người này đã đoạt được vạn tịnh hóa ô dịch, phải giết hắn để thu hồi. Nữ tử này vừa nói liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này giống như kết hợp với lời nói của nàng, hóa thành khí chui vào bên trong la bàn. Đồng thời khi đám máu này tiêu tán,
tất cả tu sĩ mặc lục y nhanh chóng cất bước. Cùng lúc đó, bên trong đan hải, lúc này tâm thần tất cả tu sĩ lục ma châu đều chấn động, trong óc vang lên giọng nói của nữ tử kia. Giọng nói này có thể truyền ra trong phạm vi rộng như vậy không phải là do tu vi của nữ tử này kinh người mà là nàng thông qua la bàn trên tay tạo thành. La bàn này không phải là vật phàm, chính là vật then chốt của cấm chế bao phủ cả đan hải. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi di chuyển trong đan hải này. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi lần bước đi đều vượt qua khoảng cách cực xa, không ngừng tiến bước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người này đã phong ấn đan hải, tuy không biết muốn gây nên chuyện gì nhưng chỉ cho người tiến vào mà không cho thoát ra, hiển nhiên là sợ tin tức ở nơi này bị lọt ra ngoài. Vừa đi tới, hai mắt Vương Lâm vừa lóe sáng, tay phải giơ lên, lập tức trong lòng bàn tay hắn từ từ chui ra một người tí hon. Người tí hon này chính là một tia hồn phách Vương Lâm ngưng tụ ra sau khi tu luyện hồn diễn đạo. Vừa bước đi, ánh mắt Vương Lâm vừa nhìn người tí hon nọ, thân thể người tí hon du lên, cúi đầu quỳ gối trong lòng bàn tay Vương Lâm, hướng về phía Vương Lâm vái lại một cái. Một cái vái này đụng vào lòng bàn tay hắn, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang, giống như đang chuẩn bị tính toán ra biến hóa trong tương lai. Nhưng trong tích tắc này, đột nhiên một luồng lực lượng mênh mông từ trong u minh ầm ầm tràn tới, mạnh mẽ chặt đứt sự tính toán của Vương Lâm. Hai mắt hắn sững lại, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Có người quấy nhiễu, cũng không phải là chỉ quấy nhiễu ta mà nhằm vào tất cả những ai ở nơi này muốn dùng thần thông tính toán biến hóa của thiên địa. Bàn tay Vương Lâm nắm lại người tí hon liền dung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Nơi này sợ là có đại loạn rồi. Vương Lâm trầm ngâm, thân thể nhoáng lên, dưới chân lóe lên sóng gợn, trong tích tắc liền biến mất, xúc địa thành thốn thuấn di mà đi. Không tới mười mấy nhịp thở sau khi hắn rời đi, chỉ thấy mấy thân ảnh huyễn hóa ra ở nơi này. Mấy thân ảnh mặc lục y sau khi xuất hiện, hơi điều tra một chút liền biến mất một lần nữa. Còn về Vương Lâm, hắn xuất hiện tại vùng biển gần Thiên Ngưu Châu, thân ảnh từ trong sóng gợn lan ra, lông mày nhíu lại, thân thể chưa rời đi mà ngừng đầu nhìn lên, ánh mắt giống như xuyên qua nước biển, nhìn thấy bầu trời hôn ám bên ngoài. Cấm chế nơi này khiến cho thần thông xúc địa thành thốn chỉ có thể di động bên trong đan hải, không thể đi ra ngoài. Cấm chế này cũng có chút huyền diệu. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, hắn không ra khỏi cấm chế này, bất cứ cấm chế nào trong thiên địa đều không thoát khỏi cấm chế bổn nguyên, mà càng gặp nhiều cấm chế thì cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm lại càng lớn mạnh. Nếu hắn có thể hấp thu luyện hóa một cấm chế đại trận từ rất lâu trong thiên địa thì cấm chế bổn nguyên của hắn lập tức sẽ tăng mạnh. Cấm chế nơi này ta cũng có thể luyện hóa hấp thu, trở thành một bộ phận của cấm chế bổn nguyên của ta. Vương Lâm thì thào, hắn lần trước trong tàng hồn các dù sao thân cũng là trưởng lão của đại hồn môn, thật sự không nên luyện hóa. Mà cấm chế nơi đó cũng không có gì huyền diệu, chỉ tồn tại ý chí của cường giả mà thôi. Vừa trầm mặc, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải giơ lên hướng về phía bên cạnh vung mạnh. Chỉ thấy bên trong biển rộng bên phải Vương Lâm lập tức có hơn 10 đốm lửa thiêu đốt bên trong biển. Trong chớp mắt khi những đốm lửa này xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nước biển cuốn động, thân ảnh của hơn 10 tu sĩ mặc lục y biến ảo ra. Thân thể bọn họ lúc này bị thiêu đốt bừng bừng, tỏa ra ngọn lửa màu đen, ngay cả nước biển cũng không thể dập tắt. Ngọn lửa này chính là sát khí của bọn họ bị hư hỏa dẫn động. Thần thông hư hỏa Vương Lâm rất ít khi sử dụng, đây là lần đầu tiên thi triển tại Tiên Cương Đại Lục, nhưng uy lực của nó trong lúc bất ngờ lại cực kỳ cường đại. Hơn 10 tu sĩ trong nháy mắt tử vong, tu vi của bọn họ không tới bước thứ 3, chỉ là người đầu tiên tìm tới Vương Lâm mà thôi, căn bản không có chút sức chống cự. Vừa đi tới, Vương Lâm đang định lao ra khỏi mặt nước quan sát cấm chế bao phủ cả đan hải này, nhưng vào lúc này thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa. Ba người bọn họ, không ngờ lại ở nơi này. Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười, thay đổi phương hướng, bước từng bước đi tới. Tiếng ầm vang truyền khắp sâu trong đan hải, bạch hổ phun máu tươi, mang theo Chu Tước và Huyền Vũ nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau bọn họ tu sĩ họ Tiền liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ hung tàn. Thân thể kẻ kia rất cường hãn, nếu luyện thành khôi lỗi có lẽ là một lựa chọn không tồi. Ba người các ngươi tu vi không tầm thường, căn cứ vào điều tra của tông môn, các người mới tới đây vài thập niên mà thôi, không môn không phái, không bằng gia nhập vào Vô Cực Tông chúng ta, đỡ phải chịu họa sát thân. Thanh niên mặt trắng mỉm cười nói, sắc mặt bạch hổ tái nhợt, không nói một lời mà mang theo Chu Tước cùng Huyền Vũ suy yếu tới mức đang thoi thóp điên cuồng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn dù nhanh hơn nữa cũng không cách nào kéo gần khoảng cách với hai tu sĩ ở phía sau. Bạch hổ, ba người các ngươi không phải là hạng vô danh, chẳng qua vì sao chuyện các người ở Đan Hải vô số năm trước lại không hề có chút dấu vết nào. Thanh niên mặt trắng nói, tay phải giơ lên, cây quạt trong tay chỉ về phía trước. Lập tức một luồng thanh khí từ trong cây quạt của thanh niên này xuất hiện, biến ảo thành một tiên nhân mặc kim giáp, cất bước đi tới, trong tay cầm một kim kiếm lớn, gầm lên chém về phía bạch hổ. Trong tích tắc khi kim kiếm này hạ xuống, bạch hổ xoay phát người, gầm lên một tiếng, bên ngoài thân thể lập tức hiện ra một hư ảnh bạch hổ, thoát khỏi thân thể đánh về phía tiên nhân mặc kim giáp kia. Ầm một tiếng, tiên nhân sụp đổ, bạch hổ này cũng bị thảm rên rỉ rồi tiêu tán. Thân thể bạch hổ chiến tướng du lên,
phun một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại phía sau mấy trăm trượng. Lão tử Bạch Hồ Chiến Tướng là một trong tứ đại chiến tướng của Thất Đạo Tông, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đám nhãi con các người nhớ cho kỹ lấy. Thần sắc Bạch Hồ Chiến Tướng dữ tợn, hắn không bỏ chạy nữa, kiếp nạn hôm nay hắn đã hiểu, sợ rằng mình khó có thể vượt qua nổi. Nếu như phải chết thì phải chết cho đường đường chính chính. Chu Tước Chiến Tướng, một trong tứ đại chiến tướng của Thất Đạo Tông, bên cạnh Bạch Hổ, Chu Tước khóe miệng tràn máu tươi, nhìn chăm chăm vào thanh niên kia, chậm rãi mở miệng, Huyền Vũ Chiến Tướng. Cả Huyền Vũ lúc này rõ ràng cũng biết ba người giờ phút này sợ lại phải cùng chết, ngược lại trông lạnh nhạt hơn nhiều, thầm than, cũng giống như Bạch Hổ, không hề che giấu thân phận của bản thân nữa. Thất Đạo Tông, Thiên Ngưu Châu có môn phái này sao? Thần sắc thanh niên mặt trắng kia tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nhớ ra ba chữ Thất Đạo Tông này. Thất Đạo Tông, tu sĩ họ Tiền bên cạnh hắn sau khi nghe tới tên này liền cẩn thận quan sát ba người. Trong điều tra của tông môn chúng ta đối với Thiên Ngưu Châu từng nói qua cái tên này. Đây là một tông phái từ rất nhiều năm trước, tông chủ hình như gọi là Thất Thải Tiên Tôn gì đó, tu vi năm đó bất phàm, nhưng giờ đây e rằng đã chết từ lâu. Nghe thấy bốn chữ Thất Thải Tiên Tôn này, ba người đám Bạch Hổ trầm mặc, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Tông chủ dù đã chết nhưng trong Thất Đạo Tông chúng ta còn một người. Người này nếu ra được thì không bao nhiêu năm nhất định sẽ dạng danh tiên cương. Bạch Hổ đột nhiên mở miệng, Chu Tước và Huyền Vũ nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý. Dạng danh tiên cương, thú vị thật. Chẳng lẽ người các ngươi nói có thể so với Vân Giật Phong của Quy Nhất Tông hay tứ đại thiên tài của Đông Châu sao? Quả là buồn cười. Thanh niên mặt trắng cười châm chọc, bước về phía trước, cùng với tu sĩ họ Tiền tiến tới, đang muốn triển khai giết chóc. Nhưng ngay trong lúc hai người áp sát, ánh mắt ba người Bạch Hổ lộ vẻ quyết đoán, đang muốn liều chết thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp bốn phía. Cười vui lắm hả? Giọng nói này vô cùng đột ngột, như sau khi dung hợp với nước biển liền truyền ra, vang vọng bốn phía. Nước biển lúc này lập tức xuất hiện tầng tầng dòng chảy ngầm, nhanh chóng cuồn cuộn cuốn đi. Trong dòng chảy ngầm, thân thể Vương Lâm chậm rãi đi ra, thần sắc hắn bình tĩnh, bạch y tung bay trong nước biển giống như không nhiễm chút bụi trần, lạnh lùng nhìn hai tu sĩ Lục Ma Châu trước đám người Bạch Hổ. Vương Lâm, Bạch Hổ sửng sốt, Chu Tước và Huyền Vũ bên cạnh hắn cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên không thể nào ngờ được lại gặp Vương Lâm ở nơi này. Vương Lâm hướng về phía ba người Bạch Hổ gật đầu, ánh mắt quét về phía hai tu sĩ Lục Ma Châu. Sát khí trong mắt tu sĩ họ Tiền lóe lên, Vương Lâm xuất hiện không khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Theo hắn thấy tu vi Vương Lâm chỉ là không linh đỉnh phong, không có gì đáng sợ, chẳng qua là đối phương có thần thông ẩn giấu khí tức mà thôi. Người này chỉ am hiểu thuật ẩn thân, nếu không thì không có khả năng ta lại không phát hiện ra mà có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt ta. Tu sĩ họ Tiền cười lạnh, thân thể chẳng những không dừng lại mà còn cất bước nhanh hơn, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm. Các người đã quen biết thì lúc này cũng lưu lại đây đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn, trái với tu sĩ họ Tiền, thanh niên mặt trắng trong tích tắc khi Vương Lâm tới đồng tử trong hai mắt co rút lại, thân thể sững lại, không tiến tới nữa mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Người này nhìn như tầm thường nhưng trên người hắn tồn tại máu tanh vô hình vô cùng nồng đậm, hắn ở Đan Hải nhất định đã giết chóc rất nhiều. Thanh niên mặt trắng này tu luyện công pháp đối với máu tanh cực kỳ mẫn cảm, hầu như trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm liền phát hiện ra khí tức mà người ngoài không thể thấy này. Luồng máu tanh chỉ hắn mới có thể thấy này ầm ầm ập tới, khiến hắn hít thở không thông. Giờ phút này vừa lui lại phía sau, tay phải hắn liền giơ lên che mắt phải, mắt trái còn nhìn thấy đồng tử xoay tròn một cách quỷ dị. Đột nhiên hắn có thể thấy bên ngoài thân thể Vương Lâm tồn tại mấy ngàn oan hồn thê lương. Toàn bộ những oan hồn này đều là tu sĩ Lục Ma Châu bị hắn giết chết trong Đan Hải vừa rồi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh này, thân thể thanh niên mặt trắng run lên, không nói cho đồng bọn biết mà triển khai toàn bộ tốc độ, vội vàng lui lại phía sau. Hắn và tu sĩ họ Tiền kia một tiến một lùi, có vẻ đối lập vô cùng. Muốn chết, Vương Lâm cười lạnh, trong tích tắc khi tu sĩ họ Tiền kia áp sát liền giơ tay lên vung một cái. Chỉ thấy hắc khí trong tay Vương Lâm chợt khuếch tán ra, hóa thành một tiếng gầm khẽ. Dĩ Ti Khôi Lỗi bỗng nhiên biến ảo ra, đầu lưỡi đỏ lòm trong sương mù vươn ra, nhè răng cười mang theo vẻ tàn nhẫn, lao thẳng tới tu sĩ họ Tiền. Tu vi kẻ này bất phàm nhưng so với Dĩ Ti Khôi Lỗi thì đúng là như trời với đất. Trong nháy mắt khi Dĩ Ti Khôi Lỗi xuất hiện, tu sĩ họ Tiền trợn trừng mắt, tóc gáy dựng đứng cả lên, một luồng nguy cơ sinh tử như hồng thủy bao phủ toàn thân hắn. Vào giờ khắc này thân thể hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, không chút do dự thay đổi phương hướng, nhanh chóng lùi lại, muốn tránh một đòn của Dĩ Ti Khôi Lỗi rồi bỏ chạy. Đáng chết, hắn sao lại có khôi lỗi mạnh mẽ tới mức này, người này rốt cục có thân phận gì, không ngờ lại có một khôi lỗi không kiếp sơ kỳ bên người. Thần sắc tu sĩ họ Tiền mang theo vẻ sợ hãi, nhưng tốc độ không thể sánh được với Dĩ Ti Khôi Lỗi, trong chớp mắt đã bị hắc vụ đuổi theo. Ầm ầm bao phủ lời hắn, tiếng kêu thảm thiết và máu tươi chợt tràn ngập trong sương mù. Lại nói về thanh niên mặt trắng vừa lựa chọn bỏ chạy lúc trước, giờ đang mang theo thần sắc hoảng sợ nhanh chóng lùi lại, kéo gần khoảng cách với Vương Lâm, thân thể nhoáng lên,
đang muốn dung hợp với đại trận cấm chế này, Nazi bỏ chạy. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.